Theo kết quả đánh giá sơ bộ của 17 tỉnh, thành phố, tổng năng lượng tiết kiệm được năm 2021 là 284,1 ngàn TOE. Trong đó, thành phố Hà Nội là địa phương có mức tiết kiệm năng lượng cao nhất với 122,4 ngàn TOE. Việc ra soát xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả sẽ được Bộ Công Thương và các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp triển khai trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Đây là nội dung được đề cập tại Hội nghị Tiết kiệm Năng lượng Toàn quốc năm 2021 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp được Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hà Nội tổ chức mới đây. Theo Bộ Công Thương, chương trình Mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được thực hiện từ năm 2006. Việc triển khai thực hiện chương trình đã đạt được những kết quả như đa dạng các hoạt động thông tin tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát động phong trào và nhân rộng mô hình hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Hà Nội. Mới đây, tại thành phố Hà Nội cũng đã vinh danh 41 đơn vị, doanh nghiệp là 41 gương mặt đại diện điển hình trong sử dụng năng lượng xanh. Các cơ sở đạt danh hiệu sẽ được xem xét hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng nhằm nâng hạng công nhân danh hiệu, tư vấn tham dự các cuộc thi liên quan đến hiệu quả năng lượng cấp quốc gia và cao hơn nữa là khu vực ASEAN. Theo bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, các doanh nghiệp này đã thực hiện hàng loạt dự án năng lượng xanh giúp tiết kiệm chi phí hàng tỷ đồng cũng như giảm phát thải hàng chục ngàn tấn CO2 ra môi trường. Bên cạnh việc tôn vinh các cơ sở doanh nghiệp sử dụng năng lượng xanh, Hà Nội cũng kỳ vọng sẽ phổ biến, nhân rộng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiêu biểu để các cơ sở có mô hình tương tự áp dụng, giúp thúc đẩy công tác quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của thành phố.